Những thứ trông vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục. Này, nhìn tưởng cây bút đúng không? Nhưng mà nhìn kỹ lại đi, có chữ glue nha. Bút này chứa keo để mình trét lên những mảnh giấy nhỏ dễ dàng là chả hợp lý đi. Còn miếng phô mai này kẹp vô đâu? Hãy kẹp vào một góc sắp giấy như này, rất là tiện lúc lật ra luôn. Coi chừng môi lộn thành cái miếng khoai tây này nha. Cái này thì chắc là bút xóa kéo. Không, nó là bằng keo hai mặt dạng xóa kéo, khỏi lột, bao phủ bề mặt nhanh và không bị vàng theo thời gian luôn. Ủa rồi làm sổ lấy nhíp để làm chi? Để mấy đứa có móng tay ngắn không bóc được sticker có thể lấy nhíp nhọn và bóc, đặt lên giấy nó cũng chính xác hơn dùng tay rất nhiều. Còn cái dạng này á hả, lúc dán một mảng hình bự lấy tay chà thì lâu mà dễ bị bong bóng, nên là lấy nó chà 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 đảm bảo dính vô giấy sát luôn, quá hợp lý đi chứ.